Chào người, hôm nay mình xin giới thiệu mẫu đồng hồ A25. Đây, trên bao bì sản phẩm có logo SH nha. Đây, phiên bản cao cấp này. Đây, mình mở hộp ra nha. Trên mặt đồng hồ có logo SH. Đây, sơn là sơn tĩnh điện 3 lớp, có phủ thêm lớp bóng. Sản phẩm bảo hành 6 năm. Đây đầu công đây, bây giờ mình quay chi tiết sản phẩm. Đây, máy đặt hộp kim trôi trên mặt đồng hồ có logo SH. Sơn tĩnh điện 3 lớp. Đầu cầu rất sắc nét này.